Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 11 tháng 2 nhuận niên Quý Mão, chư quý vị Phích Văn cũng có tới nhà thuốc của bác Lâm Sang. Đây là trước cổng nhà của bác này chư quý vị, xã Hòa Lạc, Phú Tăng, An Giang chư quý vị. Đây là cổng vào nhà bác. Đây là quang cảnh trước cửa nhà mét sông chư quý vị. Đây là chỗ nhân giống cây con các loại thuốc ở trên này chư quý vị. Đây nhân giống cặp mét sông này chưa gì. Đây là trước cổng, bây giờ Bích Giang sẽ vào nhà quay những cái vườn thuốc cho quý vị xem nha chưa quý vị. Phía bên đây là mình sẽ vô vào đất nè chưa quý vị. Mình vô vào đất xong mình sẽ ươm giống cây con vào đây. Còn đây là chỗ nhân giống đã cây con đã lên được và cao hơn chưa quý vị. Mình ươm nhân giống cây con và nó lên được ba cao chứ cái gì. Này là mình ươm cái con nó hay chưa cái gì. Cái này là phần phía trước nha chưa quý vị, còn phía sau nữa. Bây giờ mình sẽ quay quang cảnh nhà của bác Năm nha chưa quý vị. Đây là quang cảnh nhà của bác Năm đây. Từ ngoài mình sẽ đi vô đi nha chưa quý vị. Đây là chỗ nhà bác Năm, đây là cây nhân ươm hạt giống, nhân giống cây con của thuốc nam đủ loại luôn. Quay gì à? Thì video là thuốc, quay về thuốc. Đưa lên tiếng à. Đây là nhà con trai thứ hai cô bác đây nha kêu cái gì. Bên đây là nhà của bác Năm. Ba mẹ với ông ngoại đầu tư chúng ta.
Thì là quan cảnh nhà có bán năm hay chưa gì? Đây là ngôi thờ của nhà bác Năm hay chưa quý vị? Mà bảo hiểm thì không có, tại vì Thương nó làm tư nhân. Làm tư khi mà làm tư nhân ở ngoài á. Đây là bác Năm hay chưa không? Dạ. Có cho tao. Lẹ sư quên. Để tao sẵn cho mày. Thôi đừng quả ổng ngại. Có gì đâu vừa dọn. Còn sẽ nhận lắm mà người ta cho cái tiền. Rồi Quỳnh có hỏi là đi nhiêu không? 500. Đi hết luôn phải không? Ê, giờ này Quỳnh tắm biên cũng tới nhà thuốc không chơi quý vị? Quay ống đưa đi lên. Không, ý là nó cái đầu nhiều chị quay đưa anh chi nữa. Trời ơi, ngày nãy vô thấy con tốt có bình luận chưa? Dạ. Cũng đang muốn đi bán nè. Không, có giờ cũng đâu, giờ con đâu đi. Giờ này bán lại nữa đó hả? Con. Cái giờ này con nè. Sao vậy? Thì bữa đó con ngã xe. Ngã chiếc xe kèm nó ngán lên đó. Dạ. Nay đã đỡ rồi đó. Nay đã đỡ rồi. Luôn rồi. Mấy bữa rồi. Này đây, bữa lễ ông Đức Cố thế này. Còn mấy bữa? Lễ Đức Cố bữa 22 thế này. Dạ. Đây là ngôi nhà của con gái thứ tư của bác Tâm. Vì quay hoài có cảnh này quay hoài mỗi năm có không? Tôi quay từ nhà thuốc ở dưới lên đây mà. Bằng 1, bằng 2, bằng 3 gì coi, mình quay gì có một màn. Không là chưa có quay, chưa có quay, chỉ quay nhà thuốc không à. Cái xe chạy gần tới cái này tự nhiên. Rồi em chưa? Vừa vụt vừa vỏ thay hết 300 mấy chục ngàn. Rồi im chưa, im chưa? Mình đã bảo đem vợ mình nó cài sao khoanh tới không có dụng cái vỏ. Dạ. Đi có một mình ha. Chứ phải chở đổ thừa ha. Dạ. Cũng có nhỏ được quá. Cái nhỏ có về không? Có. Về hết luôn rồi. Dạ.